Lần trước mình có một cái video đánh giá về cái mẫu đồng hồ mới ra mắt của Amazfit, đó là Amazfit GTR Mini, và mình nói rằng đó là đồng hồ giá rẻ đấy. Thế anh em bảo là ôi ơi 3 triệu mà đồng hồ giá rẻ à? Thế thì anh em phải so sánh sang với cả Apple Watch thì chúng ta mới thấy được là Amazfit nó rẻ như nào. Thực ra ấy là cái Amazfit GTR Mini nó là một cái mẫu đồng hồ giá rẻ. Tuy nhiên so với truyền thống trước đây của Amazfit thì thực sự là các bạn cảm thấy nó đắt, bởi vì là với 3 triệu bỏ ra chúng ta lại không có tính năng nghe gọi, đúng nào? Thế thì ngày hôm nay bù đắp lại cho các bạn tất cả những điều đó thì cái mẫu đồng hồ Amazfit GTS2 nhé, hay ra hay gọi là GTS2 đấy. Đấy, nó đang có mức giá rất rất tốt tại Sellfonet trong cái đợt hot sale lần này, chỉ còn là 2.190.000 đồng mà thôi. Đây là cái phiên bản Amazfit GTS2 phiên bản mới nhé các bạn nhé, nghĩa là nó sẽ nâng cấp hơn so với cả cái phiên bản trước đây mà mình đã từng mở hộp. Cái phiên bản này thì nó sẽ được trang bị những cái cảm biến mới để hỗ trợ theo dõi sức khỏe và luyện tập tốt hơn. Thứ nhất đấy là cái GPS thì nó được cải thiện, cái độ chính xác nó sẽ cao hơn, nhạy hơn so với cả cái phiên bản trước. Nó cũng sẽ có tới 90 chế độ luyện tập thể thao, nên là nó sẽ đáp ứng được hầu hết các nhu cầu luyện tập không chuyên, bán chuyên cũng như là chuyên nghiệp của chúng ta. Và nó cũng sẽ có cái theo dõi giấc ngủ với cả theo dõi nhịp tim 24/7. Kháng nước thì là 5 ATM, khá là thoải mái để cho các bạn mang đi bơi, thậm chí là lặn biển nhẹ cũng được. Đấy, và với khối lượng là 24,7 gram thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng để chúng ta đeo ở trên tay. Đấy, tất cả thông tin về cái mẫu đồng hồ này mình đã để phía dưới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay trong số tư vấn điện thoại. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Oai Trần, bạn đã hỏi là iPhone bị giới hạn tuổi thọ hơn Android phải không anh? Không phải, chả có hãng nào muốn giới hạn tuổi thọ của điện thoại của mình cả. Đấy, nói đâu xa, mình quan điểm đấy là của bên tại người. Mình bây giờ cũng đang sử dụng một cái iPhone 7 đây, chắc cũng phải 6 năm rồi, đúng nào? Và iPhone 7 của mình thời điểm hiện tại sử dụng hoàn toàn bình thường, không bất kỳ vấn đề gì cả. Hay là mình cũng đang sử dụng một chiếc Oppo Reno 10X Zoom là Android đấy, cũng tầm 4 năm rồi, nó cũng chả có dấu hiệu gì là bị hỏng hóc cái thứ cả. Vậy nên là mình nghĩ là của bên tại người. Đấy. Và thực ra là các hãng điện thoại nhé, họ trong đầu của họ thì không bao giờ muốn các bạn sử dụng quá lâu một cái chiếc điện thoại đâu, mà họ muốn là cái vòng xoay vòng đời của một cái điện thoại nó càng nhanh càng tốt để họ càng bán được cái sản phẩm mới, đúng nào? Tuy nhiên không có hãng nào dở hơi mà lại đi làm cái kiểu làm cho điện thoại nhanh hỏng để khách hàng mua điện thoại mới, bởi vì như thế nó sẽ phải đánh đổi lấy cái việc là mua cái điện thoại mới xong rồi và cái uy tín của hãng nữa, đúng nào? Đấy. Thế nếu mà bây giờ mình mua một chiếc 13 Pro Max đi. Đấy, có nhiều bạn thì bảo là hãng cố tình nó làm cho cái màn hình của 13 Pro Max nó hỏng để cho anh em lên 14 Pro Max, hoặc là để sau này anh em lên những cái phiên bản cao hơn, nhưng thực ra không phải. Nếu mà bây giờ mình đã bị hỏng cái màn hình của 13 Pro Max rồi, thế xong rồi mình lại phải mất tiền cơ. Ví dụ mình là không bị mất tiền đấy, nhưng nếu mà người khác người ta bị mất tiền, người ta thay hết tầm khoảng 8 triệu chẳng hạn. Thế là lần sau người ta sợ đến già, người ta không bao giờ người ta dám mua iPhone nữa. Đúng nào? Nên là người ta nghĩ ngay đến sản phẩm khác. Nghĩa là người ta có cái lý do để người ta thay điện thoại, nhưng người ta sẽ không thay điện thoại của hãng ông nữa, mà người ta sẽ thay điện thoại của hãng khác, đúng nào? Đấy, vậy nên là không có hãng dở hơi nào mà lại muốn giới hạn tuổi thọ điện thoại của mình, đấy là tuổi thọ về mặt vật lý nhá. Thế thì các hãng họ sẽ làm cái chiêu trò như nào? Thì trước đây ấy, Apple đã từng nói là khi mà pin của điện thoại mà nó yếu thì nó sẽ lag và giật hơn, họ sẽ làm giảm hiệu năng đi. Đấy, bởi vì cái pin là cái hao mòn mà chúng ta có thể nhìn thấy được luôn mà. Và từ đó giảm hiệu năng đi thì chúng ta có lý do để chúng ta thay một cái điện thoại mới. Và sau này thì sau cái phút đó thì rất là nhiều anh em đi thay pin và hiệu năng tăng lên thật, tăng tầm khoảng 10%. Đấy. Và các bạn biết rồi đấy, đúng nào? Thì các hãng họ sẽ sử dụng cái gì ạ? Họ sẽ làm cái phần mềm để mà họ can thiệp vào. Chỉ đơn giản như thế thôi. Khi mà chúng ta sử dụng điện thoại mà nó chậm thì chúng ta muốn thay cái điện thoại mới, đúng nào? Chứ còn kỵ nhất cái vấn đề là ui rồi bây giờ mà ông lại làm cho điện thoại bị hỏng về vật lý thì thôi rồi đấy, hỏng camera hay hỏng màn hình hay hỏng về cái gì đó thì thôi rồi luôn, lần sau người ta sợ đến giá. Y hệt như ông LG là cái gì, hết từ lỗi nứt mic, lỗi bóng mờ, lỗi màn hình, lỗi đồ tớ các kiểu luôn. Thế là cuối cùng là người ta sợ đến giá, người ta không mua nữa. Chứ chính là điện thoại LG định giá nhá, nó cũng không phải đến mức độ gọi là quá là ảo tưởng như là HTC hay là Sony đâu. Đấy, kiểu như thế. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Nhi Nguyễn bạn hỏi là
cháu muốn mua một chiếc điện thoại để sử dụng làm máy phụ tầm 4 đến 5 triệu trở xuống. Ưu tiên hỗ trợ hai SIM có cổng hồng ngoại sử dụng cho các cái nhu cầu thiết yếu hàng ngày như là nghe gọi, lướt web, Facebook này nọ thôi ạ. Cháu hoàn toàn không chơi game và được dùng được lâu dài khoảng 3 đến 4 năm. Cháu không có thói quen đổi điện thoại, nhờ chú Dương Dây tư vấn giúp cháu. Máy sách tay cũng được luôn vì cháu có thể sử dụng bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Cháu cảm ơn, chúc chú và gia đình sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu mà như thế này thì hiện tại là mình đang nghiêng với chiếc điện thoại Redmi Note 11 T Pro 5G. Cái chiếc điện thoại này thì ở trên thị trường đang được giao dịch với mức giá loanh quanh tầm khoảng 4 triệu 7. Đấy, thì cũng nằm ở trong cái tầm giá mà bạn yêu cầu rồi. Chiếc điện thoại này có hai SIM là chắc chắn, có cổng hồng ngoại, sử dụng nhu cầu hàng ngày như nghe gọi, lướt web, Facebook này nọ thôi là quá ok luôn. Bạn hoàn toàn không chơi game thì thực ra là con chip Dimensity 8100 nó chơi game rất tốt. Nhưng mà nếu mà giả sử như bạn không chơi game đi thì bạn có thể sử dụng với các cái tác vụ đó, nó lâu dài được trong vòng khoảng 3 đến 4 năm là rất thoải mái. Đúng không nào? Chứ nhiều khi có bạn bảo là úi rồi em không có nhu cầu chơi game, anh Dương cứ tư vấn cái điện thoại cấu hình cao là như thế nào, là để cho bạn có thể dùng lâu dài được đấy. Chứ bạn đừng nghĩ là Facebook với cả YouTube với cả TikTok là không ngốn đấy nhá. Úi dồi, nó ngốn kinh khủng luôn, và càng về lâu về dài nó lại càng ngốn. Đúng không nào? Đấy. Tiếp tục nữa nào. Bạn không có thói quen sự thay đổi điện thoại thì mình nghĩ là cái điện thoại này bạn có thể sử dụng rất lâu dài đấy. Có chăng ấy là cái màn hình của nó là màn hình IPS đấy. Nhưng mà được cái là độ sáng không phải là quá thấp và tần số quét thì là 144Hz. Nó sẽ có loa ngoài là loa kép, viên pin đủ lớn để cho bạn có thể sử dụng, đấy là 5000mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 67W. Đấy thì đấy là những cái ưu điểm của sản này, và mình nghĩ là cái sản này là cái sản mà nó xứng đáng với từng xu mà bạn bỏ ra, và nó là cái điện thoại nó phù hợp nhất với cái nhu cầu của bạn bây giờ. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Rin Bùi 4258. Bạn hỏi là bạn cho mình hỏi, mình muốn mua một đồng hồ thông minh kết nối với iPhone có chống nước, chống bụi, size tầm khoảng 40. Nhu cầu của mình chỉ cần để nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn, mình mua loại nào là tiết kiệm nhất? Thực ra cũng như ở đầu video mình đã nói, đây cái mẫu đồng hồ Amazfit GTS 2 là một trong những sự lựa chọn rất đáng để chúng ta quan tâm. Tuy nhiên, có một vấn đề đây là gì? Đấy là cái size mặt của cái đồng hồ này thì nó lại rơi vào khoảng 42mm chứ không phải là 40. Đấy, nhưng mà mình thì mình thấy là với cái size mặt 42 như này thì cái viền của nó cũng không đến mức độ dày đâu. Và cái lắc của nó thì nó rất là cụt nên là nó không bị to. Thậm chí là vợ mình còn đeo cái đồng hồ này còn được cơ, thì mình nghĩ là bạn hoàn toàn có thể đeo được. Và như cái khuyến cáo của nhà sản xuất thì cái cổ tay của bạn có thể từ 14 cho tới 19cm là bạn đã có thể đeo được rồi. Nghĩa là cổ tay 14 đã có thể đeo được rồi. Thì bạn sẽ lấy cái thước dây ấy, bạn thử vòng xung quanh cái cổ tay của bạn để mà xem là nó có thể xem là cái size tay của bạn là bao nhiêu, sẽ nó phù hợp với cả cái đồng hồ này hay không. Đấy. Thế thì tại sao mình tư vấn cái đồng hồ này? Bởi vì là nó là một đồng hồ thông minh này, kết nối với iPhone tốt. Đấy, bởi vì là iPhone ấy kết nối với mấy cái mẫu đồng hồ này thì mình nghĩ là thậm chí còn tốt hơn cả Android cơ. Đấy. Và nó có chống nước, chống bụi, chống nước thôi là tầm khoảng 5 ATM là khá thoải mái rồi. Đấy, bạn nhận thông báo cuộc gọi thì thậm chí là nó có thể nghe gọi được luôn. Đấy, và tin nhắn cái thứ thì thoải mái. Và quan trọng nhất ở đây là gì? Đấy là cái mức giá của nó quá tiết kiệm bạn ạ. Nó chỉ có hơn 2 triệu thôi thì mình nghĩ là tiết kiệm nhất có thể mà chúng ta có thể mua được rồi. Ngoài ra nữa thì cũng có một cái mẫu đồng hồ, đấy là Keyslake KS Pro và Keyslake KR Pro. Đấy, thế thì về cái màn hình hiển thị nhá, thì một cái là 1,78 inch, còn một cái là 1,43 inch. Thế tuy nhiên nếu mà tính cả viền màn hình rồi tính cả quy đổi sang size mặt ấy, thì nó cũng không bé hơn cái sản phẩm này là bao nhiêu. Đấy. Và thậm chí là mình thấy là nó còn khá là lớn khi mà đeo vào ở trên tay ấy. Thì bạn sẽ cân nhắc xem là bạn có cần tiết kiệm tiền hay không. Nếu mà cần tiết kiệm tiền thì bạn có thể tham khảo qua bộ đôi sản phẩm này tại Cellphonet, bởi vì là cái mức giá mình tìm hiểu thì cũng chỉ tầm khoảng trên dưới 1,5 triệu thôi. Đấy, thì anh em có thể tham khảo nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi là anh có thể tư vấn máy phụ đáng mua nhất được không? Đấy, gồm là iPhone SE này, Mini này, Xiaomi S21, S22, S23. Cảm ơn, chúc anh sức khỏe và thành công. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì với cá nhân mình thấy là như này, quan trọng nhất là bạn đang dùng điện thoại gì, đúng không nào? Thế nếu như bạn đang sử dụng điện thoại iOS, nghĩa là iPhone ấy, thì
mình nghĩ là bạn nên mua một cái Android nữa để sử dụng song song hai điện thoại. Còn nếu bạn đang có một chiếc điện thoại Android rồi thì bạn nên mua một cái điện thoại iPhone, đúng nào? Thế thì bây giờ mình thấy phần lớn đấy nhá, phần lớn những cái chiếc điện thoại Android hầu hết nó là màn hình lớn. Còn ví dụ như những cái chiếc điện thoại Android mà các bạn kể tên ra đây là S21, S22, S23, thực ra là cái màn hình của nó là to bằng iPhone 14 và iPhone 13 đấy nhá. Vậy là nó là ở cỡ gọi là trung bình rồi chứ nó không phải màn hình bé, đúng nào? Thế thì đối với điện thoại Android, nếu mà bạn đang có một chiếc điện thoại Android rồi thì mình biết là cái điện thoại Android bạn đang sử dụng là phần lớn là màn hình lớn rồi, thì bạn nên mua iOS và nên mua màn hình bé, đúng nào? Thế thì iOS mà lại là màn hình bé thì có gì ạ? Chúng ta sẽ có iPhone SE với iPhone mini. Thế thì mình không bao giờ mình nghĩ đến iPhone SE cả, chỉ trừ khi là mình phải quá ưu tiên về mức giá thôi. Đấy, chứ còn mình sẽ nghiêng hẳn sang iPhone mini. Thế thì iPhone mini thì cứ loại nào mà tốt nhất là chúng ta mua thôi, thì nó là iPhone 13 mini, đúng nào? Đấy. Thế còn nếu mà bạn đang sử dụng iPhone thì mình nghĩ là bạn có thể cân nhắc cái chiếc Samsung Galaxy S23, là mình nghĩ là hợp lý đấy, nó cũng khá là nhỏ gọn. Hoặc là nếu mà Xiaomi thì sẽ là Xiaomi 13. Nhưng mà để mà có một cái thương hiệu nó tốt hơn ấy thì mình nghĩ là ưu tiên Samsung sẽ là cái sự lựa chọn hợp lý, được chưa ạ? Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến bạn Quỳnh Như Channel, bạn hỏi là: chào anh Dương, em đang phân vân giữa S22 Plus cũ này, S21 Ultra, theo anh thì nên lựa chọn máy nào? Mong trả lời, chúc anh và ekip nhiều sức khỏe ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Thế thì với cái câu hỏi này các bạn ấy thì chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn S21 Ultra rồi. Tại vì sao? Tại vì là S22 Plus có lẽ là chỉ hơn S21 Ultra về mỗi hiệu năng thôi. Còn lại thì S21 Ultra là hơn về thiết kế này, hơn về màn hình này, hơn về camera này. Đấy, và thậm chí là hỗ trợ cây bút nhé, hỗ trợ nhé. Đấy, thì các bạn có thể cân nhắc, nếu mà là mình thì mình sẽ ưu tiên mua S21 Ultra hơn. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.